Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ bánh mì này vào cái nồi chiên không dầu để nướng nha mọi người. Đây là món ăn tuổi thơ, món ăn ngày xưa của mình. Lúc nhỏ lại tiệm bánh canh ăn, là phải múc nước mắm ớt tỏi, xin thêm miếng tóp mà bỏ vô, chấm với bánh mì nóng giòn. Ta nói, nhức cái nách, bánh cuốn lắm nha mọi người. Có ai ăn giống mình không nè? Bình luận cho mình biết với nha. Thank you.